Rồi ok nhá, shop phụ kiện Minh Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhá. Hôm nay van dép nhà em vừa mới về xong, em tiện đây em quay luôn cho anh em xem nhá. Van dép Superboy hộp rõ bản chính hãng công ty Huben, bao đổi trả cho tất cả mọi người nhá. Nếu như các bác nào mà chưa biết hình thức mua bán và giao dịch ở bên shop như thế nào thì các bác đừng quên hai cái số điện thoại hotline bên em 0582 702 283 0966 715 675, ship hàng đi cho tất cả mọi người. Em ship đó là COD đồng kiểm toàn quốc các bác nhé. Các bác mua hàng thì được phép là bóc hàng ra kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên shop đó. Và đây thì van thì là đây em đã để sẵn hết tất cả ra rồi. Ở van thì mọi người có thể thấy là khi gửi hàng lên cho mọi người thì lúc nào trong van cũng có sẵn hơi ở trong này. Đấy, có sẵn hơi để cho mọi người biết là hàng này là hàng ổn định, hàng không bị làm sao, nó không bị kiểu như là không bị lỗi nha các bác nhá. Thì lúc nào em cũng sẽ test app sẵn cho anh em. Đấy, app em đang để ở cái ví dụ như cây này là 110. Còn nếu như các bác nào mà đặt hàng mà có yêu cầu shop để em lên 120 hoặc là 130 thì bên em cũng có hỗ trợ là để áp sẵn cho mọi người, là chỉ về là chỉ việc là chơi, không cần phải việc là bơm hơi ra rồi bơm hơi vào căn chỉnh cho nó mệt người ra nhé các bác nhé. Còn đây đấy, hàng thì thật ra hàng này về lần này cũng khá là khó khăn, thế nên là tránh hàng cũng có một thời gian rồi đấy. Thì đây ngày hôm nay thì các bác nào mà chưa mua được đấy thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Thì và em cũng xin nói luôn là cái hàng thì nó sẽ giá của cái sản phẩm ấy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm ví dụ như cái thời điểm hiện tại bây giờ là nó sẽ bị đắt hơn. Em xin phép nói luôn với anh em là nó sẽ đắt hơn so với lúc trước, bởi vì cái thời điểm này anh em các bác thấy là hàng nhập từ bên, hàng này thì phải nhập từ bên Trung Quốc về, đi nó đi lại đường xá nó rất chi là khó khăn. Đấy, thế là bọn em nhập giá rất là cao. Đấy, nhập giá cao thì em nói chung là cũng chỉ đắt hơn một chút thôi, đắt hơn so với thời điểm trước một vài chục nghìn đồng đấy, để bù vào cái tiền cước gửi lần này nó rất là đắt, rất là cao đấy các bác nhá. Thì em xin nói luôn là cái tình trạng hiện tại là như vậy, tình trạng hiện tại thời điểm này nó đang là như vậy nha các bác nhá. Đấy, thì van thì vẫn là van ạ. Đây, chỉnh áp điều áp bằng e-lock nhé các bác nhé, điều áp e-lock phụ kiện đi kèm, các bác có thể thấy đây nhé các bác nhé. Một túi dong sim thay thế phụ kiện đầy đủ hết này. Cái túi dong sim này thì các bác có thể thấy ở trong này là có cái lò xo này, một cái mấy cái phong nhựa và một vài cái dong nhỏ, dong to, nói chung là lắp đầy đủ. Cái này để các bác thì mua và nhớ là phải cất đi, sau này dùng cái này rất cần thiết nhé, cái này sau này dùng thay thế rất cần thiết này. Đó. Và một hộp dầu mỡ đây. Đó. Các bác biết cách xả áp chưa? Đây em hướng dẫn anh em nhé, đây em sẽ hướng dẫn mọi người, dẫn qua một chút để các bác xả áp. Đây các bác, và các bác muốn tháo được cái cốc test áp ra thì các bác phải xoáy cái đồng hồ bên này cho em. Các bác chỉ cần xoáy mỗi cái đồng hồ bên áp thôi là hơi nó sẽ tự ra hết nhá. Còn các bác nào muốn nhanh thì cứ xoáy cả hai dạng được, nhưng mà bình thường chỉ cần xoáy cái bên áp này ra thôi. Không phải chỉnh áp ở đây nhá. Đấy, chỉnh áp bằng e-lock nhá, hồi áp rất là nhanh luôn ạ. Đây các bác thì chỉnh đây con ốc chỉnh áp e-lock ở đây, các bác muốn chỉnh lên chỉnh xuống thì mọi người chỉnh con này, chỉnh xong thì mọi người nhớ là phải chốt cái này vào là được. Đấy, rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản thôi. Đấy, thì mục đích chủ yếu hôm nay em quay cái video này lên để thông báo với tất cả mọi người là hàng đã về rồi nhá. Đấy, các bác con nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo trực tiếp cho em bằng hai cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.